Ngày hôm nay trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip của ông Lê Minh Tâm, người đứng đầu hệ thống đa cấp Sky Mining. Sau một tuần bị các nhà đầu tư cáo buộc là ôm tiền bỏ trốn thì ông này đã bất ngờ đăng video clip nhằm trấn an nhà đầu tư rằng tuần tới thì hệ thống sẽ hoạt động trở lại. Xin chào anh chị. Hiện nay tôi đang đi điều trị bệnh và trong đó có hơn 100 anh em, những đại lý đang gom lại để tiếp tục vận hành xưởng mà chia lợi nhuận cho anh chị. Không có mất đi một máy nào hết á. Tôi sẽ liên lạc sớm nhất để cùng kết hợp với anh chị để tất cả các xưởng vận hành và anh chị sẽ có tiền và có kinh phí. Anh chị hãy ủng hộ cho những hơn 100 anh em đại lý, tổng đại lý đang cố gắng, và anh chị ủng hộ thì trong tuần sau máy sẽ vận hành trở lại và anh chị sẽ có tiền. Cảm ơn sự hợp tác của anh chị. Tôi không có trốn chạy và không đi đâu cả. Tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh chị tin tưởng tôi. Vâng, đoạn video clip trên vừa được đăng tải ở một nhóm trò chuyện Telegram. Nhóm này được hệ thống Sky Mining thành lập với mục đích là trao đổi thông tin với các nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện thì cũng có nhiều nhà đầu tư cho rằng đây chỉ là cách ông Tâm dùng để trấn an dư luận, kéo dài thời gian, chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Ngày 24 tháng 7 năm 2018, cộng đồng tiền ảo tại Việt Nam xôn xao khi có thông tin tổng giám đốc công ty Sky Mining, hay còn gọi là hợp tác xã bầu trời công nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo lớn nhất tại Việt Nam mất liên lạc không rõ lý do. Nhóm phóng viên bản tin Chuyển động 24 giờ đã tìm đến trụ sở của công ty để tìm hiểu sự việc và chỉ thấy cửa đóng then cài. Nghe một số tin tức trên mạng là Sky Mining bị sập và tổng giám đốc bỏ trốn, tôi mới biết hôm qua. Hiện nay thì anh có biết là công ty mới chuyển về đâu không? Hoàn toàn là không có thông tin. Hai ngày sau đó, trên nhóm kín Telegram của những người đầu nhánh xuất hiện tin nhắn được coi là của ông Lê Minh Tâm với nội dung: trước hết cho tôi gửi lời xin lỗi vì sự ra đi đường đột này. Xin lỗi, tôi cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng thực sự là tôi hết cách rồi. Cuối thư, ông này nhấn mạnh: sau khi giải quyết xong, tôi xin tuyên bố phá sản hợp tác xã Sky Mining và chịu mọi trách nhiệm. Theo những nhà đầu tư, hiện nay đã có khoảng 7.000 máy đào Bitcoin với 26 phân xưởng. Sky Mining đang được coi là hệ thống đào tiền ảo lớn nhất tại Việt Nam. Tại Củ Chi, xưởng đào Bitcoin của chính ông trùm Lê Minh Tâm. Bên ngoài phân xưởng, cửa đóng then cài, không một bóng người. Bên trong thì tan hoang và có dấu hiệu của việc tẩu tán máy đào Bitcoin. Theo những người dân sống quanh đây, mấy ngày nay có cả trăm nhà đầu tư kéo về tìm gặp ông Lê Minh Tâm. Nhưng rồi họ đành lặng lẽ bỏ về. Hiện trên diễn đàn của những nhà đầu tư vào Sky Mining đang lan truyền thông tin một xưởng đào Bitcoin ở Biên Hòa với công suất 600 máy đã di rời bí mật ngay trong đêm, để lại một đống hoang tàn với hơn 700 triệu đồng tiền điện chưa thanh toán.